vào năm 1937, trên thi đàn Việt Nam đột nhiên xuất hiện một thi nhân làm chấn động dư luận không ít. Thi nhân mang bút hiệu TTKH. Người ta không biết thi nhân là ai, chỉ biết TTKH chỉ lưu lại có 4 bài thơ, mà lại là những bài thơ tình lâm ly bi đát, chứa đựng nỗi niềm u ẩn của một cô gái đem lòng yêu một chàng nghệ sĩ. Nhưng vì sự khắt khe của gia đình phong kiến, nàng phải xa cách người yêu để đi lấy một ông chồng luống tuổi. Mộng đẹp dở dang, mượn mấy dòng thơ, nàng kêu lên những tiếng bi thương, gợi cảm. Từ dạo ấy đến nay, TTKH đã làm cho nhiều người thắc mắc về thân thế của nàng. Theo lời kể lại, thì dạo ấy, một hôm, tại tòa soạn tuần báo tiểu thuyết thứ 7, có nhận được của một thiếu phụ trạc 20 tuổi, hình dáng bé nhỏ, với nét thùy mị, vẻ mặt u buồn, mang đến một phong bì dán kín gửi cho ông chủ bút. Trong ấy chỉ dọn dẹn có bức thư và một bài thơ hai sắc hoa tigon, bên dưới ký tên TTKH và đều một nét chữ run run. Khi thiếu phụ đi rồi, tòa soạn xem thơ nhận thấy thi phẩm đã ghi lại cảnh tình đáng thương tâm. Nhưng rồi khi cố nhớ lại, người ta chỉ nhớ lờ mờ hình ảnh thiếu phụ mà thôi. Có thể nói, đây là lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng thiếu phụ xuất hiện, rồi sau đó khóa chặt tung tích của người con gái bí mật này. Kính mời quý vị thưởng thức bài